Đến chiều ngày 12 tháng 9, lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Lạch Bàn, huyện Tĩnh Gia từ tối hôm qua, khi nạn nhân này cùng 6 người khác bị lật thuyền khi đi thu hoạch ngao. Sau khi bị lật thuyền, cả 7 người trên thuyền rơi xuống sông, trong đó có 6 người đã được ngư dân quanh khu vực cứu vớt thành công. Còn một nạn nhân đang mất tích là chị Bùi Thị Sen, 46 tuổi, trú tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Nhận được tin báo, công an tỉnh Thanh Hóa đã điều ngay xe ô tô phương tiện chuyên dụng cùng 12 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường vụ tai nạn, phối hợp tìm kiếm nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, nước sông Lạch Bàn chảy xiết gây khó khăn cho công tác tìm kiếm. Đến chiều nay ngày 12 tháng 9, vẫn chưa tìm được nạn nhân.